Xin chào các bạn đã đến với channel của mình, và mình là Monster đây. Thì cho các video ngày hôm nay mình sẽ sinh tồn 100 ngày trong thế giới One Piece, nhưng mình trở thành Kaido. Thì ở trong 100 ngày này thì mình sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi đầu, thì mình chỉ mới level 0 và sức mạnh như một con người bình thường thôi. Ở giai đoạn thứ hai thì khi mà mình đạt đến cấp độ 40 thì cơ thể của mình sẽ bắt đầu tiến hóa, mình sẽ to lên gấp 10 lần và kèm theo đó là nguồn sức mạnh khá là lớn. Và ở giai đoạn thứ ba thì khi mà mình đạt đến cấp độ 60 và sở hữu cho mình Haki Bá Vương thì mình sẽ tiến hóa trở thành Kaido Lai Rồng. Và khi mà ở trong hình dạng này thì mình sẽ sở hữu được sức mạnh và những tuyệt kỹ siêu bá, khiến mình trở nên bất bại, không có một kẻ nào có thể đánh bại được mình đó. Và hành trình để mà trở thành tứ hoàng Kaido Lai Rồng của mình khó khăn như thế nào thì mọi người hãy xem hết video này nha. Và trước khi vào video này thì hy vọng mọi người sẽ cho mình xin một like đăng ký để ủng hộ mình, cũng như là giúp mình có thêm nhiều động lực hơn ra nhiều video mới chất lượng hơn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Yo, hôm nay mọi người thấy có gì khác lạ không? Đó chính là cái skin của mình đó. Trời ơi, từ cái cổ trở xuống là cái thân hình của Kaido, mà từ cái cổ trở lên là cái đầu ngáo của mình. Và vừa vào thì mình nhận được tộc thiên thần mọi người à. Đó, mọi người thấy sau lưng mình có hai cái cánh không? Đó thì nó giúp mình là nhảy cao hai, khá là xịn. Trong lúc mà mình đang lấy gỗ á thì tự nhiên có thằng nào lại dí mình đánh, mình còn đúng một tim luôn. Mình quảng quá mình chạy mọi người, nhưng mà hên là mình có khả năng của cái tộc và thiên thần á, mình nhảy cao nên là mình đã dễ dàng mình trốn thoát rồi. Chứ để mà nó đấm một cái nên thôi là chắc là mình ngẫm luôn rồi đó. Thôi nào, thôi dí cái gì không biết nữa, mới vô chưa cái gì hết rồi. Trong lúc mà đói bụng và mất máu thì mình khá là hên là trên đường đi mình gặp được mấy cái cây berry, mình hái trái mình ăn đỡ để mà hồi máu. Và đây là cái bảng chỉ số giống trong Block Fruit đó mọi người. Thì khi mà mình lên cấp á, mình sẽ nhận được điểm nè, xong rồi mình lấy cái điểm đó mình muốn nâng cái chỉ số nào đó mình nâng. Thì strength là sức mạnh á, và cái defense là máu, mình chỉ tập trung mình nâng cấp hai cái đó thôi. Đó, strength thì mình nâng kiểu như là có một vài món vũ khí á, là mình sẽ cần giống như là cái điểm strength nhất định á, để mà sử dụng cái vũ khí đó, nên là mình sẽ tập trung mình nâng strength và cái máu ha. Mình có xuống hang mình đi đào một ít than để mà chế tạo đuốc với lại để mà nấu đồ ăn, và sẵn tiện thì mình có đào một ít sắt nữa để mà chế tạo bộ giáp với lại món vũ khí. Hiện tại thì mình đã đủ sắt để chế tạo một bộ giáp sắt rồi, nhưng mà để mà chế tạo vũ khí á, thì mình cần thêm 3 cục sắt với lại một cục vàng nữa, nên là mình đã đi tìm thêm. Sau khi mà mình đã tìm đủ sắt với lại vàng rồi đó thì mình chế tạo một món vũ khí có tên là Saber. Thì cái cây kiếm này nha, tuy là món khởi đầu thôi nhưng mà nó tận 10 đam, trời chém là hơi bị đã đó. Sau khi mà đủ đồ khởi đầu rồi đó thì mình dọn đồ để mà đi lên trên. Trên đường đi phiêu lưu khám phá thì mình thấy một cái căn cứ hải quân khá là to. Trời ơi, mình vô liền chứ, để mình coi coi có đồ gì để loot không. Vừa vào thì thấy một chị cao to cầm súng giật mình chứ. Nhưng mà không sao, đây là hải quân mọi người ạ. Thì hải quân không có quýnh mình, kiểu hải quân phe người tốt mà. Chỉ có mấy hải tặc nó quýnh mình thôi. Trong đây thì có rất là nhiều mấy cái rương, mà rương đồng, rương bạc đồ đó mọi người. Thì mấy cái rương này kiểu chủ yếu nó ra tiền thôi. Trời ơi, đâu ra hải tặc trong khu hải quân mà mấy ông nội này không đánh vậy. Thôi thì mình đánh luôn. Trời, mấy ông hải quân này ông nào cũng cầm nguyên cây đao, tao đùng tao tướng vậy mà không dám đánh thiệt cái tình á. Thì mình đánh hải tặc này rơi ra mấy viên đạn nè mọi người, thì phải có súng mình có thể xài được. Và mình khá là may mắn khi mà mình mở cái rương bạc á, mà nó ra cho mình cục kim cương luôn, hơi bị xịn, với lại một cái Saber nữa. Nhưng mà cái Saber này là cái Saber lỏ mọi người ơi, có 7 đam mà mình vứt luôn, yếu quá. Sau khi mà mình loot sạch cái khu căn cứ này rồi đó thì mình rời đi. Đó thì mình loot cũng được khá khá đồ đó, lục bảo nè, với lại hai viên kim cương, với lại mấy cái túi tiền. Trên đường đi thì mình gặp một anh hải quân đang cô đơn lẻ loi bên cái hố, thì mình bay lại mình bam ảnh luôn. Thì biết là kiểu ảnh là người tốt, ảnh không có đánh mình, nhưng mà kiểu mình đánh mấy ảnh để mà mình lấy kinh nghiệm đó mọi người, để mà mình càng kiểu mình tiến hóa càng sớm càng tốt, để mình cũng háo hức coi coi cái sức mạnh của cái dạng tiếp theo là như thế nào. Chứ mình cũng đâu có muốn đánh mấy ảnh đâu, kiểu bất đắc dĩ thôi. Trời ơi, xin lỗi mấy anh trai hải quân nha, nhưng mà mấy anh này nhiều kinh nghiệm thiệt. Đang farm ngon lành thì bà nậu Avida ở đâu ra, bà cầm kỳ bà dí mình quá trời dí luôn. Mình phải chạy chứ, chứ hiện tại là mình không có nào mà chiến được với bà đâu. Kiểu cái chì đó mà gõ vô cái đầu mình một cái là u cái đầu. Sau khi mà tiêu diệt xong cái bà chị đội trưởng đội hải tặc á, thì mình nhận một cái hình tụi đó, mua hai unlock gì đó, là kiểu như là mình unlock cái gì đó, nói chung là mình cũng không biết nữa. Farm cũng khá là mệt rồi, thì mình quyết định là mình làm một giấc đi, sáng mai mình dậy mình đi farm tiếp. Ngủ một giấc xong thấy nó đã, mình vừa mở mắt ra thì mình gặp Chopper mọi người. Mình nhìn nó, cái nó quay lại nó nhìn mình rén chứ, mình sợ là nó bay nó bèm mình một cái là mình chạy không kịp. Trốn Chopper thì gặp Avida, trời bà lại dí mình nữa, mình lại quay trở lên mình chạy. Trên đường đi thì mình gặp hai hải tặc mắc cạn. Trời, đường bình thường không đi đâu, tự nhiên nhảy xuống nước đi chi cho nó chậm không biết nữa. Xong cái mình nhân cái cơ hội này, cái mình đứng ở trên bờ mình cho mỗi thằng mấy trẻ cái, xong cái nó đi luôn. Kim cương,
Cái xong mình lại gặp hai hải tặc nữa, mà hai hải tặc này là kiểu dạng mạnh đó nha. Hai này mà nó đấm mình một cái chắc cũng có thể là mình đi đó, chứ nhìn số cơ bắp của nó thì chắc là như vậy thiệt đó. Nhưng mà trời, hai này nó cũng ngáo y chang luôn, mắc cạn. Trời ơi, mình đứng mình chĩa mấy cái nữa, hai này đi luôn. Đau không? Cái đau gì bự vậy? Ai, cái sao bơ lỏ. Giờ trên đường mình đi là mình bật kiểu chế độ mà cuồng sát rồi đó mọi người. Cầm súng, cầm đao gì, hải tặc, hải quân gì mình bêm hết. Để mà mình mau mau mình lên cấp các thứ tiến hóa dạng tiếp theo. Và mình có tìm được một cái làng, thì trong cái làng này nha, mình gặp chị Đại mọi người à. Chị Đại hải quân, trời ơi, cầm nguyên cái đại bác luôn, mình cũng không dám đụng tới nữa. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì vì kinh nghiệm nên là mình bay, mình bêm bả luôn. Đó, nhưng mà không hiểu sao lúc đó mình can đảm dữ ta, bả cầm nguyên cái đại bác, bắn cũng hơi bị đau đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng tiêu diệt được cái bà nội này. Gì đây? Nón à? Nón hải tặc. Còn cái này à, đạn của bazooka. Vô làng thì mình chỉ có như vậy thôi nè. Trời ơi, có nhiều kiện rơm là mình lụm hết, kiểu mình làm biến đi tìm đồ ăn lắm luôn á. Nhưng mà vô cái làng thì trời ơi, nhìn thấy cái đống rơm này thôi là cảm thấy nó ấm lòng. Thì trong cái làng này đó mình có loot được một cái gọi là cái vật phẩm tộc thỏ mọi người. Thì trời ơi, mình đâu có biết, mình cứ tưởng là cái băng đô không à. Mình tính đeo vô rồi nhưng mà ai ngờ mình chưa có đọc kỹ, mình bấm cái mình biến thành tộc thỏ luôn. Thế là trên đầu mình có hai cái lỗ tai thỏ. Mình nhận được cái hiệu ứng tốc độ 2 mà kiểu vĩnh viễn luôn nha mọi người. Nhưng mà cái tộc thỏ này cũng khá là xịn á, là buổi tối là nó còn cho mình nhìn trong bóng tối nữa, khá là đã luôn. Bây giờ nha, mình kiểu mình siêng năng chăm chỉ đi farm vãi nồi luôn, cày cấp các thứ rồi cũng hơi bị căng á. Nhưng mà buổi sáng thì nó không có nhiều quái mọi người ơi. Kiểu bây giờ mình lúc này là mình chưa có biết là buổi tối nó spawn ra một đống quái mà có boss các thứ rồi nữa, nó sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà lúc này mình chưa có biết. Mà trời tối xuống mình đè ra mình ngủ mà. Nhưng mà về sau thì mình biết rồi nha, là mình toàn để buổi tối mình không ngủ luôn, mình đi farm. Đó 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 đó, thấy không, thấy không? Trời, mới chiều chiều xế xế thôi là nó spawn ra quái quá trời luôn. Morgan tay búa này nãy giờ nó cứ đứng nó nhìn mình hoài, lại muốn chiến lắm hay sao á. Mình quyết định là mình lại mình chiến với nó luôn. Trời ơi, này nó cũng nhìn cũng trâu á, nhưng mà kiểu bây giờ mình cũng gọi là cũng hơi tăng miếng chỉ số rồi đó, nên là bây giờ mấy thằng này mình đánh luôn. Nhưng mà kiểu nó vậy mạnh miệng vậy thôi, chứ mình toàn đứng mình chơi mình đánh không à mọi người, chứ mình không dám sáp lá cài đó, đánh đau lắm. Mày ai xa, cục ép to thế. Mình có gặp được smoker đó mọi người. Ông này lúc nào cũng ngậm hai điếu xì gà hết, hút lần hai điếu luôn chứ chắc cái phổi ông khói không chổng á. Thì ông này là như là ông ăn cái trái moku moku no mi đúng không? Ê gì mày, chiến không? Chiến à, chiến à, chiến à, chiến à, muốn chiến hả? Muốn chiến hả? Khô máu luôn mày. Buổi tối nha, spawn quá trời hải quân hải tặc luôn. Đó, mình bây giờ farm hơi bị đã luôn á. Mà mình kiểu như là mình đánh mà không lại, nào mình đánh không lại nha, là mình dụ lại ông smoker nè, mình cho ổng đánh yếu yếu cái mình lại mình KS. Trời ơi, phải vu mẹo rồi chứ. Mình thấy ở bên đây nó đông vui quá, cái mình qua thử. Ai ngờ vô nguyên một cái ổ hải tặc mọi người à. Hải tặc cầm búa, hải tặc cầm bazooka rồi đứng tùm lum đó, mình lú cái đầu lên rồi dí nó quýnh mình quá trời quýnh luôn. Ác dữ vậy. Bay nè thôi. Rồi rồi, smoke smoke smoke. Hỗ trợ smoke. Quýnh đi anh trai. Dạ ơi. Mày. Chết bà nó dí, nó dí, nó dí. Anh ơi, anh xem ốc, quýnh á, anh xem ốc. Quýnh á. Mày. Ừ. Đúng rồi, nè. Ừ. Đi, bazooka. Tụi mày xong, tụi mày rồi. Mấy thằng bazooka nhìn nó mập mập mà nó vác cái bazooka nữa mà nó chạy đúng nhanh luôn mọi người ơi. Mà nó dí dai nữa, nó tan chạy rồi nó cứ dí, nó cầm xuống nó bắn mình hoài luôn. Trời
Thôi. Farm tới sáng thì cấp của mình cũng đã lên được cấp 25 rồi và chỉ còn 15 cấp nữa thôi là mình tiến hóa cái dạng thứ hai. Trên đường đi thì mình nhặt được hai cái ly bia với trái smile mọi người. Trái smile thì mình dục mình không có ăn. Còn cái ly bia nha. Cái mình thử mình nóc cái ly này coi nó như thế nào. Ai ngờ nó làm mình choáng, trời ơi, chóng mặt luôn, không thấy đường đi luôn. Nó cũng hết chàng ly anh chìm đắm trong miệng. Choáng à. Cây đắng ngọc. Gì đây? Mà chóng mặt quá. Thì khi mình uống bia xong á thì nó làm mình choáng, là buồn nôn trong vòng có hình như là 30 giây hay gì mọi người, thì cũng khá là nhanh. Nhưng mà trời, chúng mặt đi thôi rồi luôn. Thì mình tìm được một cái làng ở sát biển mà mình gặp một cái cảnh tượng không thể nào mà chấp nhận được. Đó chính là rồi, hải quân đi quýnh hải quân mọi người à. Đã vậy nha mà hai ông con trai đi quýnh bà con gái nữa. Thiệt, cái tình nó đúng là vũ phu mà không thể chấp nhận được. Nghĩ sao mà mấy ông đó làm được cái chuyện này á. Chỉ có mình làm được thôi. Thì mình có gặp được con hải cẩu mọi người. Nhưng mà con hải cẩu này nhìn lạ lạ, nhìn như con cá vậy hả. Kiểu nhỏ xíu à, mà nó có vỏ nha. Trời, đúng kiểu cái câu người ta nói là có nhỏ nhưng mà có vỏ đó. Kiểu nó cứ đứng lên, nó nhảy, nó cứ đè đè mình. Nhưng mà trời, toàn hụt không rồi mấy anh này. Mày, cung phu hụt cũng đau chứ. Trên đường đi phiêu lưu thì mình gặp được nguyên chiếc tàu hải quân bự chả bá lửa luôn. Thì mình quyết định là mình vô mình khám phá. Trời ơi, cái tàu của hải quân mình mới dám khám phá, chứ tàu hải tặc mình vô là chắc mình đánh chôn mình đó luôn á. Tại vì mấy anh hải quân này hiền hậu mà kiểu đâu có đánh mình đâu, chỉ có mình đánh mấy ảnh thôi. Khi mà mình tiến vô cái thuyền này đó nha, mình chui vô trong á, mình thấy trời ơi, mấy cái lồng sắt các thứ mà mình tưởng tượng là set up là có thằng nào chui vô là bắt á. Mình tưởng tượng là mình sẽ bị bắt rồi, nhưng mà không mọi người. Cái lồng sắt này nè để mà bắt mấy anh hải tặc á, trời ơi, mấy ông hải quân này cũng có vừa đâu, bắt mấy hải tặc lại nhốt nhìn nó y chang mấy con khỉ trong lòng á. Trời ơi, thiệt tình, ở trong đây có quá trời rương luôn mọi người à. Rương sắt, rương bạc, rương gỗ, mà đặc biệt á nha là có cả rương kim cương nữa. Mình mở mấy cái rương kim cương mình ra được mấy cái món giáp, trời, phải gọi là bá cháy bỏ chét luôn. Gì đây? Đồ quần Luffy mặc vô. Nón gì đây? Chò. Má nhìn nặng nề thật chứ. Nhìn nó thập cẩm không? Thập cẩm vậy. Lút xong ở dưới thì mình tiến lên cái tầng 2 của cái chiếc thuyền này. Thì mọi người biết mình lượm được cái gì không? Mình lượm được cây dâu ru mọi người ạ. Trời ơi, nó đã đám nó to nha. Cái lúc này là kiểu như là mình lượm về mình chỉ đánh được bình thường thôi mọi người. Mình chỉ cho đánh chém ra hiệu ứng bình thường thôi, chứ chưa sử dụng tuyệt chiêu được. Tại vì hiện tại là cái sức mạnh, cái sờ chen của mình nó chưa có đủ để mà sử dụng skill là bấm chuột phải của con chuột á. Đó, để mà dùng skill bắn trưởng các thứ rồi xịn xịn. Mình mở mấy cái rương kim cương ra mình còn nhận được đồ mới nữa mọi người à. Đó, trời, bây giờ kiểu có cái nón Luffy các thứ rồi đồ mới các thứ mình mặc vô. Bây giờ mới gọi là nó ngầu nè, chứ nãy nhìn y chang chó hợp cẩm vậy mọi người. Nhìn hài hài sao á. Mọi người coi nè, cái cây Yoru nè, trời, trà bá lửa luôn. Ngầu phết đấy. Mày, trời, khùng nè. Rồi, cái Yoru chém phát đi luôn mọi người. Thì bây giờ kiểu mình bật cái chế độ, gọi là cái chế độ mà tàn sát lên trên thuyền này có bao nhiêu người là mình bêm hết. Lộn, em muốn lộn. Em muốn lộn với anh trai ơi. Đi. Mày hải tặc mà sống chung với hải quân hả? Ảo thật đấy. Ảo thật đi. Bùm. Mày. Pong. Bong. Clear. Trên cái thuyền này có bao nhiêu người là mình bêm hết. Từ nhỏ tới lớn, mà từ quân lính cho tới ông chùm mình bêm hết mọi người. Nhưng mà trời ơi, nói gì mạnh miệng lắm, nhưng mà kiểu mình còn gặp được mấy con boss cho đến nó mạnh. Thì thôi, đúng quýnh mình bỏ chạy bỏ trốn luôn. Mình phải dùng mẹo để mà mình đánh đó mọi người. Mạnh không? Bài nội này. Đi đâu?
trốn hả? Ê, mạnh quá. Quýnh bể cái gì vậy? Quýnh bể cái dài rồi. Trốn. Hên á, là ở trên cái thuyền này nó có cái hốc mà gọi là cái hốc mà nó thấp đó mọi người. Mấy con boss này nó cao quá, đâu có chui vô dí mình được. Mình cứ đứng trong cái hốc này, mình lú cái đầu ra, mình bêm mấy cái xong mình thụt vô, cứ làm vậy đó. Xong rồi cho tới khi mình tiêu diệt được boss thì thôi. Đi. Trời ơi, gớt bẻn rồi. Lụm tiền. Ê, cha này 800 máu, cha này còn khủng nữa. Rồi, gớt biển nữa. Trời ơi. Và mình lại tiếp tục càn quét ở trên cái thuyền này cho tới khi mà không còn một bóng dáng của quân lính nữa thì thôi. Farm quá chịu quá đất luôn, thì cuối cùng mình cũng đã lên cấp 42 rồi. Nó vượt luôn cái giới hạn cái mốc 40 rồi đúng không? Đó, nhưng mà kiểu mấy bữa nay là mình chưa có để trời tối để mà mình biến hình á. Thì ngoài đạt cấp 40 ra thì mình còn phải đợi trời tối nè. Xong rồi nửa đêm á nha, mặt trăng lên tới đỉnh á, là lúc đó mình mới biến hình mọi người ạ. Quậy ưa to đùng. Khi mình tiến hóa bự chà bá lửa này rồi đó thì mình còn nhận được mấy cái hiệu ứng như là tăng sức mạnh nè, kháng cự các thứ đồ. Xong rồi mình còn nhận được cái món vũ khí của Kaido nữa. Trời ơi, cái chùy gai đó mọi người, đập một cái là đau vãi nồi. Thì trong lúc mà mình đang đứng á, mình test cái độ kháng cự của mình tới đâu thì mình cho một đống quái bu lại đánh mình ha. Cái ai ngờ tự nhiên mình nhận được cái thành tụi đó mọi người. Xong cái cây chùy gai của mình nó lên dạng master luôn. Trời ơi, cứ đánh một cái là điện nó nẹt, đánh một cái là điện nó nẹt mà mình còn chơi skill được nữa nha, hơi bị đã. Mạnh thì mạnh đó, nhưng mà trong cái hình dạng này nó có một cái nhược điểm, đó chính là mình không thể nào mà mình đánh được mấy cái con mod mọi người ạ. Kiểu như là mấy cái con mod mà như là nó nhỏ xíu giống vậy nè, tại vì mình quá bự, mình quá cao đi. Mình không thể nào mà mình đánh tới mấy này để gây đam được, mặc dù sấm sét các thứ này nẹt vô người mấy này rồi nhưng mà nó không gây đam. Mình phải dùng tới skill á thì nó mới gây đam được mọi người, nên là cái việc mà farm thì nó hơi bị khó luôn, kiểu như là phải đợi nó hồi mana rồi dùng skill để mà tiêu diệt mấy này để nhận ép. Mấy cái con mod mà nhỏ nhỏ thì đánh không được nha, nhưng mà mấy cái con quái mà kiểu bự bự như là cái con trước mặt mọi người á, con Win đó thì mình đánh nó được mọi người ạ. Nó đánh mấy cái là nó đi à, chẳng qua là do mấy nãy lùng quá thôi, mình đánh không có tới. Nó kiểu như là mấy con mà nó cao tầm 3 block trở lên á thì mình mới có thể gây được sát thương bằng cái chùy này được mọi người, tại vì mình bự quá trời. Nhiều lúc to con nó cũng là một cái bất lợi đó. Và bây giờ thì mình đã đạt được cấp độ 63 rồi. Và ngoài cái việc á, mà đạt được cấp độ 60 á, thì mình cần phải học Haki Bá Vương đó mọi người. Thì học cái này dễ hơn mà đó, mình chỉ cần lại cái ông già nè, xong mình chuột phải vô mình accept một cái rồi mình đi đánh 64 con zombie và mình nhặt 64 cục thịt thối là mình đã học được Haki Bá Vương rồi mọi người. Nhưng mà cái khúc mà mình cày các thứ á nha, trời ơi, mình quên bấm quay mọi người, cây thực sự đó chứ. Rồi đang tính biến hình mà tự nhiên trời mưa, cái không có mặt trăng để biến hình luôn. Thì cái tình nó bây giờ mình phải đợi qua ngày hôm sau nữa, mình phải đi ngủ để mà qua ngày hôm sau rồi mình chờ tới tối nè mọi người. Trời, thiệt tình mất thời gian vãi nồi. Nhưng mà không hiểu tại sao cái tướng to đùng vậy mà nằm được cái giường này hay thiệt chứ, cũng hơi ảo á. Và thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Tiến hóa xong thì máu của mình nè, trời nó quá trời máu luôn, mà mình còn nhận được skill mới nữa. Mà skill của này sáng đã nó ngầu mọi người ơi, kiểu dùng tới đâu nha là long trời lỡ đất, xong rồi nhìn như vụ nổ vậy á, banh chành hết trơn á. Mặc dù mạnh nhưng mà kiểu như là nó hơi báo nha, thiệt cái tình. Tiến hóa xong cái tự nhiên mình gặp Luffy mọi người. Trời ơi, bây giờ mình với Luffy BK là y chang trong phim luôn. Đại chiến giữa Luffy và Kaido mọi người, thiệt cái tình nó chứ, nó lại trùng hợp quá đi. Bây giờ thì mình đập Luffy này nhỏ xíu à, mình phải dùng tới skill mình mới có thể đập được nó. Nhưng mà dùng một phát ha là một khúc máu, trời, Luffy ở đâu có phản kháng lại đâu mọi người. Mà mình không biết nó có đánh mình không nữa, nhưng mà giống như là kiểu mà nó có đánh mình thì giống như là kiến cắn vậy đó. Trời, bây giờ mình OB quá rồi, thiệt cái tình á.
mình đánh Luffy xong cái nó biến hình mọi người ạ. À, trời ơi mà kiểu nhìn ngầu ha, kiểu hiệu ứng cái thứ khói xung quanh cái thứ này, nhưng mà nhìn nó y chang con buồn nhìn vậy, kiểu nó đứng im mà nó không đánh mình luôn á chứ. Rồi luôn, mình quấn nó tan thành mây khói luôn rồi, kiểu trời quấn nó mất xác luôn chứ. Thì cái tình nó chứ mình OB quá rồi, mình không biết phải như thế nào nữa. Không, bây giờ trong cái thế giới này không có ai là đối thủ của mình nữa rồi, thiệt là buồn chán. Ồ, gì đây? King, 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 King. Ồ, cao ráo, đụng đụng đụng. Và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành sau 100 ngày trở thành Kaido rồi mọi người à. Thì nếu như mọi người thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký để ủng hộ mình, cũng như là giúp mình có thêm nhiều động lực hơn ra nhiều video mới chất lượng hơn nha. Và trong những cái video sau thì mọi người muốn mình làm gì tiếp theo, mọi người hãy bình luận bên dưới video này cho mình biết nha. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.